Đừng nhiên quản nhiên của ta, đừng nhiên đại quản nhiên của ta. Tú Anh, Tú Anh. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì vậy hả? Hả? Không sao. Ta sẽ không ngủ. Em ngủ không được. Còn là gì của đại quản nhiên phải không? Đừng lo, ngày mai trẫm sẽ cho thêm nhiều. Thì giờ bảo vệ cho Hoàng Nhi hả? Hoàng thượng. Thần Nhi có thần thiếp nói, vì việc thiết yến ở Bách Hoa Đình đã khiến cho thái tử bị thương, nên kêu thần thiếp dẫn nó tới đây xin tội. Vậy sao? Hoàng Nhi à, vừa rồi con nói là có chuyện muốn nói với phụ hoàng mà, sao còn không nói? Phụ hoàng à, thật ra hôm đó con thì không biết có thích khách muốn hành thích đại quan quân. Nếu như con biết thì con đâu có thiết yến. Phụ hoàng à, không lẽ phụ hoàng lại nghĩ đó là âm mưu của thằng Nhi hay sao? Bộ con điên rồi sao? Phụ hoàng của con tại sao lại nghi ngờ con chứ? Ê, tâm địa của hai người tốt như vậy, trẫm đâu có nghi ngờ ta hai người. Hoàng thượng, vậy là hoàng thượng không trách Hoàng Nhi hả? Ừ. Hoàng Nhi, mau cảm ơn ân điển của phụ hoàng đi. Cảm ơn phụ hoàng đã tha mạng cho thần Nhi. Thần thiếp thần cáo cáo lui. Mẹ nói con thiệt là vô dụng, thiệt là vô dụng quá mà. Phụ hoàng của con không có nghi ngờ con. Những điều phải nói thì con không biết nói, những gì không nên nói thì con nói bậy bạ hết. Sao mà lại la con vậy? Bộ mẹ có rầy sai con sao? Khi không vô sự lại bài người ta thiết yến cái gì chứ? Bây giờ con coi đi, đã xảy ra chuyện này rồi. Con đã nói là chúc mừng cho đại quan huynh mà. Có gì mà vui mừng chứ? Mẹ cho con biết nha, thái tử không có sao, quả mai con được yên. Lỡ như có việc gì xảy ra, chắc phụ hoàng của con phải đem con đi chung chung đó. Con đâu biết nhiều như vậy. Tam hoàng huynh, mình tới người qua với bắt giấy nghe. Mẹ à, con muốn đi chơi người qua duyên. Tối ngày chỉ có biết chơi thôi à, ngoài việc chơi ra con còn biết cái gì nữa chứ? Đi 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 đi, cho con đi chơi còn hơn là để con đi gây họa. Vậy con đi nha. Bắt được rồi hả? Chà, chú Chính này đã là một tay bắt giấy giỏi, nhưng lớn như vậy còn chưa hề thấy qua. Con đè thật là tài ba quá đi. Tao huynh à, anh thích hả? Ừ. Vậy em tặng cho anh nha. Thì hả? Anh nè, vừa rồi Tôn Chánh Phi sao lại la anh vậy? Mà trách anh là sao thiết yến ăn mừng bá hài đại hoàng huynh xin chút bị hành thích. Thực ra đâu có mất mớ gì anh chứ. Chuyện này không mất mớ anh đâu. Quan đệ là người yêu anh nhất đó. Anh nè, tối đó có bao nhiêu người khách vậy?
Hai người. Cái gì? Chỉ có hai người mà dám tới thành thích đại hoàng huynh. Chạy bao nhiêu thì vậy bắt không được họ sao? Em thì biết nói chơi. Hai tên thích khách đó vợ công cao cường lắm. Nếu như vợ công không khá, đâu dám tới thành thích thái tử chứ. Chuyện này lạ thiệt. Nếu họ giỏi như vậy sao lại giết không được đại hoàng huynh chứ? May là có nhiều hoàng huynh liền mà cứu giúp. Cũng như anh thông minh thấy em bị bệnh nên đã ráng kéo nhiều hoàng huynh tới luôn. Em cũng biết tuy Chu Trinh này giờ công không kém, nhưng mà song quyền khó chọi bốn tay. Hả? Bộ vậy hoàng huynh nhớ không muốn tới dự tiệc sao? Có người nào người nấy đều không để mặt đại hoàng huynh. Người này nói không tới, người kia cũng nói không tới. Em bị bệnh còn nói là bỏ qua được, nhưng hoàng huynh đâu có phải bệnh mà lại không tới chứ. Vậy tại làm sao nhị hoàng huynh lại không tới chứ? Quách Phi Phi biểu anh đi thăm chị Lý. Chị Lý bị bệnh lâu rồi, bây giờ cả sống sót cũng vô ích thôi. Ngày thường thì không nghe anh nói tới thăm chị Lý. Đợi tới lúc bổn hoàng tử thiết yến anh mới nói đi thăm chị Lý. Rõ ràng là không để mặt bổn hoàng tử. Vậy hoàng huynh có lỗi thật. Không nể đại hoàng huynh cũng nể anh chứ. Rõ ràng là không nể mặt tam hoàng huynh rồi. Thì bởi vậy anh này, anh nói hôm đó hai vị thích khách võ công ghê gớm, sao lại bị thất thủ vậy? Điều này anh chưa hề nghĩ tới, nhưng mà nhắc tới anh cũng cảm thấy hơi lạ. Hai thích khách đó rõ ràng là có thể một kiếm đâm chết nhị hoàng quân, nhưng mà hắn đột nhiên ngừng tay như là sợ nhị hoàng quân bị thương vậy. Cái gì? Còn nói chủ mưu hành thích đại hoàng tử là Quách Huệ Phi? Đúng vậy, chính bà đã phái hai sư phụ của nhị hoàng quân đi làm thích khách. Điều nghi ngờ lớn nhất là hai thích khách đó vừa gặp nhị hoàng quân không những không giết ảnh, trái lại còn sợ ảnh nhận ra đó. Nếu như là vậy, hai tên thích khách này chắc là quen thân với nhị hoàng tử lắm. Vì họ sẽ bị nhị hoàng tử nhận ra, cho nên vừa mới gặp nhị hoàng tử thì phải bỏ chạy. Đúng vậy. Hơn nữa, chắc là nhị hoàng huynh không biết chuyện này. Nếu như không, anh không liều mạng để bảo vệ đại hoàng huynh và đấu với hai tên thích khách đó nữa. Nhưng mà như vậy cũng đâu có chứng tỏ được gì. Tam hoàng huynh có nhắc với ta, cái hôm nhất yên ở Bách Hoa Đình, nhị hoàng huynh vốn không muốn tới, mà là tam hoàng huynh tới kêu anh đi, anh mới chịu đi thôi. Còn nguyên nhân mà nhị hoàng huynh không chịu đi là Quách Huệ Phi bắt anh đi thăm bệnh của chị Lý. Chắc là Quách Huệ Phi không muốn nhị hoàng tử nhận được ra hai thích khách đó là hai sư phụ của nó. Nhưng mà có một điều ta không nghĩ ra, tại sao Quách Huệ Phi phải thích đại hoàng huynh chứ? Chuyện này đơn giản lắm thôi. Tại vì xưa nay hoàng thượng không tốt với hoàng tử và Quách Huệ Phi, cho nên bá ra hạ sách này để mà trả thù. Cũng có thể là trong đó có gì bí ẩn mà mình không biết. Chỉ cần mình bắt được hai sư phụ của nhị hoàng tử và hỏi vài câu thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng mà cho dù mình tìm được hai người họ, hai người họ cứng miệng không nhận, mình cũng đâu có làm gì được hai người họ chứ. Chỉ cần tìm được là họ, bộ hoàng tử không tin là họ không thể kể ra đầu đuôi của chuyện này đâu. Cậu thiệt tin như vậy sao? Dĩ nhiên. Trương Thuận. Dạ. Chuyện này do ngươi làm nha, nhất định phải tìm ra hành tung của hai người này, có biết chưa? Tứ hoàng tử yên tâm, chuyện này cứ giao cho tiểu nhân đi làm đi. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.